Xin chào các bạn nha. Hôm nay mình chia sẻ với bạn một cái cách chọn lê cực kỳ hay luôn. Và với cách này các bạn sẽ chọn được những trái lê nó cực kỳ ngon nha. Cái thứ nhất nó là rất là ngọt. Cái thứ hai là mình chọn được trúng những trái tươi nó còn thơm. Và trái thứ ba là chọn được những cái trái lê nó mỏng nước, nó nhiều nước quá. Thì rất nhiều người cứ nghĩ rằng mua lê thì trái nào nó cũng ngọt và trái nào cũng tươi ngon, nhưng mà không phải nha các bạn. Tùy trái, có trái nó ngọt, có trái nó không có ngọt nha các bạn. Và khi mình cầm trái lê mình sẽ biết được trái nó nhiều nước hay ít nước và nó đã tươi hay còn cũ hay có thơm hay không. Thì bây giờ mình mua 4 trái này về để chia sẻ với bạn cách nhận biết làm sao mua nó đỡ tốn tiền và trúng những trái lê ngon nhất nha các bạn. Ok. Rồi, để chọn một trái lê ngon á thì yếu tố đầu tiên bắt buộc phải có đó là trái lê còn tươi. Thì để chọn trái lê tươi á, các bạn cầm trái lê lên nha. Và các bạn thấy này. Cái thứ nhất, các bạn nhìn màu sắc. Trái này màu sắc mà nó còn sáng thế này á thì trái đó là trái tươi. Còn màu sắc nó chuyển qua sậm thế này thì trái đó là trái đã để lâu. Muốn thử chắc chắn hơn thì các bạn sẽ cầm thế này, các bạn bóp vào, các bạn nhấn vào trái lê. Đó, các bạn thấy nó mềm nhún 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 vào nha, thì trái đó đã để lâu. Còn trái này nó mới á, nó tươi á thì các bạn bấm vào nó rất là cứng nha. Thì với trái lê mà còn tươi á thì các bạn ăn nó rất là thơm, nó giòn nha. Còn trái lê mà bấm mềm thế này á, nó sẽ bị xốp, nó không có thơm các bạn. Đấy, cái thứ nhất đó là chọn trái lê tươi nha. Cái thứ hai, để chọn trái lê nó ngọt á thì các bạn sẽ xem hai yếu tố. Cái thứ nhất đó là phải chọn trái lê cái. Còn trái lê đực nó sẽ không có ngọt bằng. Đây, trái lê cái thì các bạn sẽ thấy này, cái phần vành dưới này nó sẽ tròn và cái lỗ rốn này này nó sâu, nó to ha, nó tròn đều nha. Còn trái lê đực này các bạn. Đó, nó nhỏ chút xíu thôi và nó không tròn vành. Đấy, thấy chưa? À, thì trái này, trái lê đực này nó sẽ không có ngọt bằng trái lê cái nha các bạn. Đó, rất là hay nha. Rồi, cái thứ hai các bạn cần quan tâm đó là cái chấm này các bạn. Cái chấm trên trái lê mà nó ngọt á thì nó sẽ chấm rất là dày. Đó, dày. Còn trái này các bạn thấy không? Nó chấm thưa này. Đó, chấm thưa mà không có đều. Thì trái này các bạn thấy hai trái nó đều tươi nha, nhưng mà trái này nó sẽ nhạt. Còn trái này nó sẽ rất là ngọt nha. Thì để chọn trái lê nó ngọt thì các bạn sẽ dựa theo hai yếu tố. Một là trái lê cái. Thì dưới này nó tròn vành và nó sâu, nó to bên trong ha. Và cái thứ hai là các cái chấm này nó dày, nó đều. Còn những chấm mà thưa này nó sẽ bị nhạt, nó không có ngon nữa các bạn. Đấy. Rồi, cái thứ ba, để chọn trái lê mà nó giòn, nó nhiều nước á, thì các bạn chỉ việc cầm trái lê lên. Cầm trái lê lên và các bạn thấy trái mà nó nhẹ thì trái đó sẽ bị xốp, nó không có nước nhiều. Còn nếu như các bạn cầm trái lê lên mà cảm giác nó nặng, nặng tay. Đó, cái thứ hai kết hợp vào đó là nó phải cứng, nó không có bị bấm mềm vào thì trái đó sẽ mỏng nước nha các bạn. Ngoài những yếu tố mà mình chia sẻ ra thì bắt buộc trái lê các bạn sẽ chọn này. Ví dụ trái này nó tròn đều các bạn. Còn trái này nó méo mó thấy không? Các bạn thấy méo không? Còn này tròn đều này. Thì trái tròn đều nó sẽ rất là ngon, rất là ngọt. Trong 4 trái này thì trái này trái ngon nhất. Cái này là trái ngon thứ hai. Đấy. Còn hai trái này là hai trái đợi để lâu. Màu nó thẩm này. Đó. Thứ hai bên dưới nó méo này. Và thứ ba là bóp vào nó mềm này. Thì hai trái này rất là dở nha, ăn không có ngọt đâu các bạn. Đấy, mình đảm bảo luôn. Không tin các bạn cứ dựa theo cách mình chia sẻ đây, ra test thử là biết liền nha. Ngoài ra các bạn phải nhìn tổng quan bên ngoài của trái lê, nếu như có bị dập, ví dụ dập thế này này. Các bạn thấy có chỗ dập này. Đấy. Thì mình không nên mua những trái này, nó bị vận chuyển nó để lâu này chẳng hạn thì nó bị dập thế này, nó sẽ bị úng xung quanh này, nó không ngon nha. Còn trái lê nó phải được nguyên vẹn, hình dáng bên ngoài cực kỳ đẹp thế này thì trái này rất là ngon. Đấy, đảm bảo với các bạn luôn nha. Các bạn cứ ra test thử, mình nói không có sai đâu. Rồi, hy vọng video sẽ hữu ích cho các bạn nha. Mong các bạn chia sẻ đồng cùng biết. Chào các bạn nha.